Thế nào, các cháu bao giờ mới trả tiền bác đây? Thì bao giờ có thì nó giả. Bao giờ có? Bao giờ bảo là cháu không giả đâu. Bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ đến kỳ hẹn rồi, mà năm hết Tết đến rồi, các cháu phải thanh toán nhà bác đi chứ. Bác ấy, nhà bác có Tết, nhà cháu cũng có Tết mà, bác ăn nói thường cười rồi đấy. Nhà ai cũng có Tết, bây giờ bác nói cả là bác thế, ăn nuôi con nhỏ làm gì có tiền mà giả bác. Nuôi con nhỏ thì các cháu vay thì các cháu phải giả chứ. Thì bao giờ bảo cháu có, cháu giả, bây giờ chưa có thì chưa giả được thế thôi. Nói như các cháu thì cái lúc mà các cháu vay thì các cháu nói ngon ngọt thế. Thì bác cho vay mà bác có lấy lãi bằng ngân hàng chứ phải lấy như xã hội đen đâu mà các cháu phải như thế. Ủa thì bọn cháu cũng bảo cháu không giả bác đâu, đúng thì không? Các cháu phải thanh toán luôn đi. Cháu bảo là cháu có cháu giả. Đúng rồi, bây giờ chưa có thì lấy đâu ra mà giả cho bác. Bác đừng cười thế. Bác nói đấy cháu. Chị em không có thì giả là cái gì? Nói thì là học sinh viên, cháu thì còn mẹ đơn thân mình nuôi con. Lấy đâu có tiền, chị cháu vừa mới sinh. Cún như kìa, làm gì nó có tiền, làm gì đi làm ở đâu đâu mà có tiền trả bác. Thì cháu phải về xin bố mẹ ăn mà mang lên giả tiền bác đi. Bây giờ, bác thương các cháu thì bác cũng cho vay. Chứ bác có lấy lãi gì gắn gì đâu. Lãi dư ngân hàng có gì đâu. Bác không phải vay bác rồi, bác chẳng hiểu gì. Thế mà cái lúc không vay thì nói ngon nó ngọt như thế. Mà bây giờ lúc đòi tiền đến kỳ hạn rồi, mà còn gì nữa. Cháu hay nói chuyện nhẹ nhàng với bác mà hẳn hoi mà, chứ phải cháu bảo ăn nói bất tệ của bà đâu. Cháu không trả cho bác đâu. Thế này thì như nào các cháu nghĩ ra sao? Thì lúc nào các cháu nghĩ thanh toán trả bác đâu? Bảo bao giờ có thì bọn cháu trả. Bao giờ có thì bao giờ có thì biết đến bao giờ có. Bây giờ các cháu phải nói định hẹn ngày bao nhiêu để giả. Thì các cháu ghi vào đây, ký vào đây cho bác. Nhưng mà bây giờ bọn cháu chưa biết là lúc nào bọn cháu có tiền làm sao bọn cháu hẹn được. Nếu mà bọn cháu có tiền, bọn cháu trả luôn cho bác rồi, làm sao bác phải sang đây đòi nhiều như này, đúng không? Đúng rồi. Bác lớn rồi mà bác chẳng sang ý gì cả. Các cháu đúng là nói mà đằng lòng lẻo. Thì cái lần đầu tiên các cháu bảo bác cứ cho cháu vay đúng hẹn, ngày này tháng này cháu sẽ mang đến giả cả gốc lẫn lãi. Thế bây giờ đúng đến ngày hẹn rồi mà các cháu bây giờ lại nói thế. Đúng là thì vấn đề là phát sinh ngoài muốn chứ đâu phải là cháu không muốn giả đâu. Phát sinh gì? Phát sinh gì? 7 năm nay bác đi lên đi xuống bao lần rồi mà các cháu có giả bác một đồng nào đâu, kể cả đồng lãi cháu chưa giả. Thế cũng chi là cái gốc của bác nữa. Này bác ơi, bác đừng nói lãi ra nha. Bây giờ mà cháu mà nói ra ngoài là bác cho bọn cháu vay nặng lãi là bác bị đi tù đấy. À không, bác trả gì là sợ cả. Đây bác cho đúng bằng cái giá ngân hàng. Cháu cứ gọi công an đến đây đi. Bác sẽ làm việc công an với các cháu xem bác cho vay như thế có hợp tình hợp lý không. Thì cháu biết là bác hợp tình hợp lý thì bác ơi, bọn cháu cũng nói rồi mà, bây giờ bọn cháu đang khó khăn, bọn cháu chưa có thì trả, bây giờ có thì giả, bây giờ bác cứ bắt bọn cháu phải trả thì lấy cái gì mà trả, bọn cháu lấy người ra trả cho bác đâu đấy đâu. Thì cháu bây giờ con hỏi bác nhá, mấy năm vừa rồi Covid, có đi làm một đâu, đủ ăn, đủ tiền sống qua ngày là may rồi. Xong bây giờ nhỡ nhà ra đấy cháu chữa ra đấy thì lại phải ăn uống bồng bổ cho em bé đẻ xong thì phải đấy. Phải ấy chứ, đâu phải là phát tình người này kia thì đáng nhẽ bác thấy hoàn cảnh chị em cháu thế này bác phải thương một cháu chứ đằng này bác cứ chắc mã đòi lấy đâu ra mà giả. Thật. Chắc rõ gì, 7 năm nay rồi cháu ít đâu. Mà các cháu hẹn đây là các cháu còn ghi trong giấy này. Đến ngày này tháng này này cháu sẽ giả bác toàn bộ gốc này và số lãi này. Đây các cháu ký đàng hoàng đấy. Giấy trắng mực đen lên có gì đâu. Thật đấy nhỏ mãi bác không hiểu gì nữa. Con bảo phải bác rồi là năm nay nó rơi vào Covid thì làm sao phải tránh được sự là không đúng hẹn. Người ta phải giảm tiền nhà. Ta giảm lãi rồi kìa. Có mỗi 7 triệu bạc mà bác cứ làm như mấy tỷ á, bác cứ chắc não bọn cháu nhỉ. Thở bọn cháu có bọn cháu trả. Nhưng mà đối nhà bác cái tiền rất là to. Bây giờ bác có công việc thì bác mới cần. Đấy, đối với bác là bác đến đòi các cháu. Đấy, bác bảo đối với bác là to đúng không? Thì đối với bọn cháu cũng to mà. Bây giờ nhà bác được bao nhiêu cái nhà cho thuê thì gốc còn nhỡ có mấy triệu phẩy tay cái là có. Đây bọn cháu làm cái gì ra mà có tiền trả cho bác được. Khổ mà đấy, bác thấy cháu vừa đẻ con xong không ăn việc làm không có. Ông bảo hại người kia còn phải chung khắp đồ ăn lên cho. Thì lấy đâu có tiền để trả bác. Cái thời gian mà bác ngồi đây nuôi con với bọn cháu ấy, cháu nghĩ là bác nên đi về nhà làm nhiều việc khác có ích hơn ý. Tại đúng vì rồi. Bác ngồi đây đến sáng mai bọn cháu cũng chả có tiền trả cho bác đâu. Các cháu nói ngang như cua ấy. Sao mà chịu được. Ngang đi ngang. Lúc vay thì nói ngon ngọt thế. Bây giờ lúc giả thì cứ nói kiểu đó. Thì bọn cháu thì biết làm thế nào bây giờ. Thì bọn cháu có bảo cháu cãi láo bác đâu. Chỉ là bây giờ là đấy chị em cháu chưa có tiền. Thì nó chưa có tiền giả bác. Có thì chắc bọn cháu sẽ giả. Bây giờ bác ngồi đây thế này bọn cháu tốn tiền điện bật tiếp bác nãy giờ lại không có tiền lấy thâm vào cái tiền giả bác. Tốt nhất bác đi về. Thâm thì bây giờ các cháu cứ giả dần đi. Cứ giả ít một đi. Thì bây giờ cháu trả bác
10.000. À, đừng giả nó rách tiền bác ra, giả một cục. Thế bây giờ là một lửa đi, thì cứ giả dần đi. Tiền nó không có, còn là nó giả bác một cục, ta một nửa tiền đâu ra em nhở? Một cục. Bây giờ các cháu cứ giả 5 triệu đi, xong rồi hoặc là giả hết cái gốc 7 triệu đi, còn cái lãi gì đó thì các cháu cho các cháu nợ 1-2 tháng nữa các cháu giả cũng được. À, cứ thế là cho nhanh. Tiền nó không có để ăn, để bảo tiền để tiền giả. Tiền ăn còn chả có nữa, lấy tiền trả lãi lấy đâu ra? Bác nói chuyện buồn cười thì thế, bác chả thông cảm gì cho bọn cháu thế ạ? Bác còn không thông cảm, 7 năm rồi bác đã đến các cháu, bác đã giục các cháu rồi. Thôi bao nhiêu lần rồi? Bác cháu không có, bác phải chấp nhận, nhưng mà bao nhiêu lần rồi? Bọn cháu cũng phải chấp nhận, bởi vì cháu cũng có tiền giả bác, cũng ngồi giờ đến mai, ngày kia, đến hết tháng, hàng hàng nữa, cháu cũng chẳng tiền giả bác. Nói tóm lại là thôi bây giờ bác đi về đi, bác ngồi đây không giải quyết được vấn đề gì đâu. Tốn thời gian giả, bắt đầu bọn cháu có, bọn cháu giả, chứ bọn cháu có nói là bọn cháu ăn quỵt của bác đâu. Đúng rồi. Bao giờ mà bọn cháu nói là bọn cháu ăn quỵt thì bác hãy lên đây bác đòi. Còn bây giờ bác đi về đi, bao giờ bọn cháu có, bọn cháu khắc mau xuống tận nhà cho bác, không phải lên đây nhiều làm gì. Đúng rồi. Mất việc rồi. Nếu các cháu không giả bác ấy thì bác sẽ nhờ đến pháp luật. Ôi nhá. Bác nhờ đi, bác nhờ. Ừ, bác nhờ đi, bọn nhờ cháu chẳng có tiền cháu giả bác bây giờ. Rồi, rồi các cháu mới biết. Giấy trắng mực đen đây rồi này, ghi rõ ràng đây rồi, ký ở đây rồi nhá. Không phải chuyện đâu. Bác